Vân Long quyết chiến Đông Bình. Mau lên. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Tránh ra, đừng cản lối. Tránh ra, tránh ra. Nếp sang bên, tránh ra. Đổi người đó, nếp sang bên, tránh ra. Ai thế? Tướng quân, ta là người quen của thái thú. Ta kệ ngươi là ai. Giờ Đông Bình đang giao chiến Lương Sơn, ai cũng không bằng quân pháp. Ngươi dám làm loạn thì nhốt lại trước. Dân dân dân, đi xếp hàng. Mau đi mau đi. Đi đi xếp hàng. Đứng lại. Nhặt đồ lên. Ngươi đâu đó làm gì? Mau nhặt lên. Nhặt đồ lên. Nhặt lên. Lần sau chú ý nhé. Vào đi. Đông Bình lắm kẻ ghê gớm thật. May mà huynh không dứt quyết đem theo gậy thanh long, không ngờ trà trộn vào cũng rắc rối ghê. Vào thành làm gì? Thăm người thân. Đứng lại. Quỳ quán. Thôn Thượng Hà. Trong thành có người thân gì không? Có. Địa chỉ: Nguyễn Hương Lâu. Đó là gì của ngươi? Họ tên: Tỷ tỷ ta tên Lý Thụy Lan. Vào đi. Nhớ bảo cô ấy tới nhà môn đăng ký. Được. Đây là người làm của ta. Khoan. Trồng ruộng bao nhiêu năm, trồng bao nhiêu mẫu, dùng công cụ gì mà tay chai thế này? Ta nghi ngờ ngươi là gian tế Lương Sơn cử tới. Người đâu? Có, bắt lại. Dạ. Đó không phải gian tế gì đâu. Đó là đệ đệ khờ của ta. Tỷ tỷ. Là cô. Lý Thụy Lan là tên thật của ta. Hắn là đệ đệ của cô thật sao? Thực ra đây là tình lang của ta. Nếu tướng quân không tin thì có thể tới Nguyễn Hương Lâu kiểm tra. Lan hâm mong còn không được. Tướng quân, mau vào đi. Đa tạ tướng quân. Hắn là ai? Người làm của ta. Làm gì? Mong bà sờ một cái là 10 lượng. Ngươi sờ rồi sao? Thì tại mỗi ngày có sờ được đâu, nên mới sờ một cái mà.
Ngài đừng thấy lạ, bọn ta ra ngoài bán thân nên toàn thế. Ta biết. Đúng rồi, tìm dịp cho ta gặp Đổng Bình đi. Hắn là Đổng Bình đấy. Ba ngày trước, Đổng tướng quân, Đổng tướng quân, Đổng tướng quân, Lương Sơn lại công thành nữa. Đại nhân, trên đời này người có thể công phá thành Đông Bình của ta không quá 10, nhưng không có ai ở Lương Sơn cả. Cổng thành Đông Bình đúc bằng sắt, nặng hơn ngàn cân, trừ khi chúng có chìa, không thì vũ khí bình thường không hề hấn gì. Đại nhân cứ yên tâm, trước lúc tối chúng tôi sẽ lui binh, cung thủ chuẩn bị. Đại nhân, đại nhân, ngài không nên tới đây, mời về cho. Mau hộ tống đại nhân. Phủ thái thú. Đại nhân, đại nhân, sao rồi? Binh mã Lương Sơn đã lui. Được. Tướng quân thủ thành quả nhiên thiên hạ vô song. Còn chưa tối, Lương Sơn đã lui. Quả đúng như tướng quân nói, vốn không cần phải xin cứu viện từ triều đình. Thành trì xung quanh đều đã chịu thiệt bởi Lương Sơn. Nếu giữ được Đông Bình, thánh thượng hẳn sẽ khen ngợi Đông Bình ta. Nếu ta nhớ không lầm, đây đã là lần thứ tư chúng ta công thành thất bại. Trong 10 ngày qua, Đổng Bình này lai lịch thế nào mà thủ thành dỗi vậy? Kệ hắn có lai lịch thế nào, quân sư, cho ta thêm nhân lực. Tam Lang liều mạng này sẽ đi gặp hắn. Thạch Thú huynh đệ, thành Đông Bình trụ được tới giờ là do cổng thành Đông Bình giúp sức không ít. Đúng vậy, chúng tấn công bao nhiêu thành trại mà chưa từng thấy cổng dày thế, tường nặng thế, vũ khí công thành chả có tác dụng gì. Cổng thành là vật vô tri, sẽ có cách đối phó thôi. Nhưng chủ tướng Đổng Bình của thành Đông Bình mới là trụ cột của họ. Tên này quá lợi hại rồi. Chúng ta dắt ốc cho tường thành, chi bằng nghĩ cách đối phó Đổng Bình. Nếu cho ta nhân lực, có thể trà trộn vào thành, xách đầu Đổng Bình về. Sử Tiến, Sử Tiến, quân tới Lương Sơn mới được mấy ngày, chuyện quân sư còn bó tay hết cách, sao quân làm được? Quân sư, trong thành Đổng Bình vừa hay ta quen một người có thể liên lạc, cô ấy có thể tiếp ứng cho chúng ta.
xin quân sư cho ta vào thành, để tránh tổn hại thêm tướng sĩ Lương Sơn. Nào, Sử Tiến huynh đệ, bọn ta chấp thuận yêu cầu của cậu, nhưng có một điều kiện. Lương Sơn ta cần người như Đổng Bình. Lan Hâm đâu? Đại gia, ta muốn Lan Hâm cút hết đi. Đổi người không được sao? Không được, ta không cần ai hết, ta chỉ muốn Lan Hâm. Lan Hâm, phiền quá, ta đi đuổi hắn. Lý gia, nghe nói là người bao cô ấy phải không? Tiền của ông đầy đủ chứ? Không đủ thì ở đây vẫn còn. Ta ra giá gấp đôi, xem thử chỗ tiền này đủ không. Không đủ ta có thể thêm. Giờ ngươi cút được rồi chứ? Ngài ơi, sao tưởng bạc của ta là giả sao? Nếu ta không muốn đi, Lý gia định làm thế nào? Mau đi, khiến bạn theo. Cô làm gì thế? Lần trước ngài tới chưa hầu hạ tử tế, lần này ngài lại bỏ ra nhiều tiền thế. Nhưng nói lại, mắt nhìn của ngài tốt đó. Ta là nữ nhân đẹp nhất Huyền Hương Lâu, chính vì thế hôm nay cô không thể hầu hạ ta. Tại sao? Vì ta phải làm việc quan trọng hơn. Việc gì? Lần trước đưa tiền cho cô, đã nói gì với cô nào? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Nữ nhân quý giá như vậy, sao huynh tìm được vậy? Vừa nghe nói tấn công Đổng Bình, ta là đã tìm điểm dừng chân. Cô ấy là nữ nhân yêu tiền nhất Quyển Hương Lâu, nên tìm cô ấy thôi. Huynh đã chuẩn bị sẵn làm vụ này. Ta lên Lương Sơn chưa lập công gì, mãi mới bắt được cơ hội này, sao mà bỏ qua được? Ta đã liên lạc với người của mình, sáng mai sẽ chuẩn bị. Huynh hành động nhanh lẹ đi. Ta là dân chuyên mà. Rồi, vậy ta đi ngủ nhé. Huynh ngủ ở đâu? Huynh là thiếu gia, ta là người làm, ta chỉ đành ngủ với bọn tạp dịch thôi. Đi nhé. Tối qua ngủ không ngon à? Nữ nhân đó cứ đòi kéo ta vào phòng cô ấy. Sau đó làm sao? Sau đó ta đành khóa cửa thôi. Huynh không hiểu phong tình gì hết. Tới rồi. Người của chúng ta đâu? Nhìn đi,
tên ăn mày kia, người bán hàng với ba người đang uống trà. Nhớ mặt họ. Ở Đông Bình mình chỉ có bấy nhiêu người. Trước khi tấn công Đông Bình, quân sư đã dặn ta cài người vào Đông Bình, vốn chỉ định dò la tin, giờ phải đánh trận luôn, đừng để họ manh động. Đông Bình rất đáng gờm, chúng ta làm rầm rộ quá sẽ đánh rắn động cỏ. Vậy đi, mình ta đi dò xét trước. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Tướng quân, làm tốt lắm. Ngoài việc ăn uống, những người này còn gặp khó khăn gì không? Bẩm tướng quân, giờ thời tiết lạnh dần, có rất nhiều người già yếu, qua đêm ở ngoài trời e là... Theo ta. Tướng quân, chuyện này e rằng... Dương Viên Quại, nếu Đông Bình thất thủ, ta tin bọn giặc Lương Sơn sẽ rất có hứng thú với người đẹp và gia tài của ông đó, thế nên chi bằng giờ cho họ vào ở tạm. Viên Ngoại, ông là người nổi danh nhất Đông Bình, ta giao nhiệm vụ này cho ông. Còn nữa, ông đi liên lạc với mấy người bạn có nhà to, nhờ họ chuẩn bị cho ta 50 gian phòng khách. 50 gian, ta... Không sao, không có cũng không sao. Tối ta bảo hắn đưa người tới, nếu không có chỗ ở thì chỉ đành ở chỗ ông. Chuyện này, đây là quân lệnh. Mau đợi Dũng, mau để Dũng. Thế này là... Đây. Công tử qua xem đi, mua gương không? Nào công tử xem đi, hàng mới cả đấy. Cho một chiếc gương. Đi thông thả. Đã 3 ngày rồi, mai phải ra tay. Đã biết, chuyện này rất khó, nhưng đây là mục đích của mình tới đây. Có khó đi chăng nữa cũng phải làm. Đã thế, chúng ta phải lên kế hoạch chu toàn. Hắn cẩn thận như vậy, chúng ta phải thành công trong một lần, không là e sẽ không còn cơ hội. Hắn ăn ở trong quân doanh, muốn ra tay chỉ có thể làm khi hắn đưa người tuần tra. Đưa trà nước tới cho người đây. Chuyện này cứ để ta. Vậy ta đi chuẩn bị nước nóng cho ngài. Hầu hạ ta cho tốt thì không thiếu bạc đâu. Dạ thưa ngài.
Ngài ơi cho miếng cơm với. Ngài ơi cho miếng cơm với. Chủ lòng thương với. Ngài ơi chủ lòng thương với. Ngài ơi. Sira, mau tránh ra. Đừng đi. Đền cho ta. Đừng đi. Ta đền là được rồi chứ gì. Sao vậy tướng quân? Có vấn đề. Kẻ xấu, đừng hòng đi. Làm gì thế? Đưa ra đây. Tránh ra. Bên đó. Trúng kế rồi. Mở đường cứu tướng quân. Giết. Đại dĩ. Ở trong. Mau bám theo. Tướng quân, mau. Cứu binh tới rồi, mọi người mau rút đi. Khủng khiếp, dám xí vào chuyện của Lương Sơn. Tướng quân, trút. Đuổi theo. Tránh ra. Bên đó. Đừng. Hai người không sao chứ? Không sao thì tốt. Được rồi, mau đứng lên. Lão già ăn hại mà. Vậy mà bình thường ông nói quen người này thân người kia, lúc quan trọng chả được thích sự gì, vẫn phải dựa vào phụ nữ. Về nói Đổng đại tướng quân, Dương gia to lớn thật, nhưng không có phòng Dương nào đâu. Nhà ta lắm tiền, nhưng bình thường nộp thuế cũng nhiều mà. Đừng có hiếp người quá đáng. Mấy người muốn đưa người tới Dương gia cũng chả sao. Cứ bước qua xác ta trước. Ai có cái gan này thì qua đây thử. Được, vậy ta thử xem. Tướng quân. Đổng tướng quân. Sao vậy? Cả một ả đàn bà cũng không xử lý được. Tướng quân, chẳng phải ngài bảo không được tổn thương bách tính sao? Bọn ta còn chưa làm gì, cô ta đã cho người ra tay trước. Không phải ta không đồng ý, chủ yếu là phu nhân ta.
Ta kể hai người phu sướng phụ tùy, nhưng ta đã bảo ông đây là quân lệnh, trái quân lệnh là tội chết. Phụ nữ cũng thế thôi. Đường đường là đại tướng quân Đông Bình mà ức hiếp phụ nữ. Im đi, đừng tưởng ta không dám giết cô. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, ta xin được nhường phòng. Tướng quân tha mạng, trễ rồi. Cô ta trái quân lệnh, tội chết miễn được, tội sống khó tha. Người đâu? Có, giải cô ta lại. Dừng, mày bắt Diễu Phố. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha cho bà ấy đi. Tướng quân tha cho bà ấy đi. Ông không thể vào mà thất đức. Ông không sợ có một ngày thành bị phá, bách tính trong thành đưa bọn giặc Lương Sơn cướp của nhà ông đầu tiên sao? Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Vào đi, đi, đi thôi. Tha mạng. Ngươi là ai? Lương Sơn Sử Tiến. Ngươi vốn thiện lương, cớ sao làm giặc? Thời buổi này, ai tốt ai xấu, tướng quân có biết rõ không? Khi ta cứu người phụ nữ và cô bé kia ban sáng, rõ ràng ngươi có thể giết ta, nhưng sao lại không ra tay? Tướng quân là người quang minh lỗi lạc, giết tướng quân bằng cách đó không phải là tác phong của Lương Sơn ta. Vậy ngươi giải thích sao về hành vi của đồng bọn? Lúc đó là vì lúc trước ta không hiểu tướng quân. Giờ ta muốn dùng cách quang minh chính đại để tướng quân hiểu quyết tâm của Lương Sơn. Quyết tâm của Lương Sơn? Lương Sơn có quyết tâm gì? Quyết sạch kẻ gian ác trong thiên hạ. Mau, bên đó, đi. Đi, dừng. Xem ra hôm nay không thể bắt tướng quân rồi. Sau này ngươi cũng không có cơ hội nữa đâu. Tướng quân, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đuổi theo. Các người tới làm gì? Ta nghe nói hôm nay tướng quân bị Thảo Khấu Lương Sơn đánh lén, nên đem người tới xem sao. Ở ngoài thấy thì vậy tướng quân bị ngất, nên biết tướng quân đã gặp nguy.
Đây không phải nhiệm vụ của các người. Về đi. Trúc. Đại nhân, sao rồi? Đã tra rõ, đám nạn dân kia không mất tích, mà là Đổng tướng quân lệnh cho phú hộ trong thành. Dọn phòng cho họ tá túc, Đổng Bình không thể chuyện gì cũng đẩy cho ta được. Ta đã nhắc Đổng tướng quân, ngài ấy nói chỉ lo phần quân vụ, mấy chuyện này vốn do thái thú xử lý. Ngươi nghĩ có khi nào gian tế trốn trong đám nạn dân không? Người của Lương Sơn đã dám tới, e là không đơn giản. Mục đích của gian tế là ám sát Đổng tướng quân. Vậy sao hắn không báo chuyện gian tế với ta chứ? Tin là Đổng tướng quân có lý lẽ của mình. Đổng Bình cậy có công nên ngạo mạn, chuyện gì cũng làm trước tâu sau, không hề xem thái thú này ra gì. Cũng đành thôi đại nhân, cả Đông Bình phải nhờ vào Đổng tướng quân. Ngươi cũng cho là thế. Ta Đông Bình không thể đặt hết hy vọng lên một người, cứ thủ mãi thế này cũng không ổn. Ngươi đi tập hợp hết nạn dân lại, sắp xếp vào một quân doanh trống. Đại dân, chuyện này ngươi không cần lo, ta tự có chủ trương. Chỉ là chuyện này do chính Đổng tướng quân giám sát, ngày mà hỏi tới ta phải làm sao? Ta cũng đang thu xếp cho nạn dân bách tính thôi. Chẳng lẽ cách của ta không bằng Đổng tướng quân? Rõ, rõ. Cho dù dùng cách nào cũng phải đem thư này tới triều đình xin chi diện. Nói thì hay lắm, tối qua quân sư gửi thư tới, thái thú Đông Bình đã xin phía trên chi diện. Diện binh tới là chúng ta phải lui binh ngay, thế cũng không thể làm bừa. Làm bừa được cười. Từ khi Lương Sơn dương cao ngọn cờ thay trời hành đạo thì chưa bại lần nào. Một Đông Bình cỏn con, nếu mà không chiếm được thì sau này Lương Sơn làm sao khiến thiên hạ khiếp sợ. Đổng Bình khó đối phó thế, lỡ huynh bị bắt thì làm sao? Bị bắt ta cũng không liên lụy huynh. Thôi huynh ngủ đi. Thôi huynh ngủ đi. Sáng mai huynh đi liên lạc với huynh đệ khác trong thành. Giờ tin rất gấp, phải cẩn trọng hơn mới được. Mấy ngày này mà thấy ai khả nghi phải báo quan phủ ngay, nhớ chưa? Dương. Chuyện gì thế? Nghe nói có gian tế Lương Sơn trà trộn vào thành, bảo chúng ta lưu ý, còn muốn vào kiểm tra. Ta bảo người vào chỗ ta toàn là đại gia lắm tiền. Gian tế Lương Sơn có tới thì cũng không vào chỗ mình đâu. Có điều nếu mà ở Nhuyễn Hương lâu thật thì tốt quá. Sao? Ai mà phát hiện gian tế Lương Sơn, một khi chứng thực được là thưởng 50 lạng vàng. Mà bưng giúp ta với, ta ra ngoài một lát. Cô nói thật sao? Ta chờ cả buổi rồi đấy. Vô cùng chính xác.
Lúc sáng họ ra ngoài. Đây là tụ điểm của họ. Chờ ở đây chắc chắn là bắt được. Về rồi. Chuẩn bị. Hai ngài còn cần gì không? Không cần. Mama, tới ngay. Sử công tử, Lan Hâm đâu? Cô ấy đi mua son phấn rồi, chờ lát nữa là về. Thế cho ta vào rượu. Mau mang rượu tới. Đại nhân ngài xem, tên kia cũng về rồi. Nghe đi, chờ hắn vào là chúng ta cùng ra tay. Dân hỏng rồi, ra tay. Mau đi. Đuổi theo. Đưa đi. Vẫn không nói chứ gì. Ngươi cười đi. Cứ việc cười. Ta có cả thảy 17 cách để tra tấn. Ta chỉ mới thử 2 cách trong đó. Trêu hắn lên. Dừng. Ngu xuẩn. Tướng quân, đối phó hạng người này sao phải dùng hình phạt chứ? Vẫn là tướng quân hiểu ta. Vậy dùng gì có tác dụng? Đem rượu tới. Đây là lần cuối cùng chúng ta uống rượu. Chưa chắc. Ngươi không nói là sẽ chết. Không ai bảo vệ được ngươi. Tướng quân muốn ta nói gì? Nói đi. Đồng bọn ngươi ở đâu? Nếu ta nói không biết, ngài có tin không? Ta rất khâm phục nhân phẩm tướng quân, nên không giấu tướng quân. Ta sẽ không nói gì hết. Ta đã sẵn sàng để chết rồi. Ta rất tò mò, người của Lương Sơn đều như ngươi sao? Tướng quân, sao rồi? Quả nhiên là hảo hán. Có cần dụng hình nữa không? Lúc đó hắn không đánh lén ta. Ta phải trả ân tình này cho hắn. Hình phạt của ngươi cứ để đó đi. Nhốt hắn lại là được. Chờ thái thú đại nhân xử lý. Dừng. Cứu bạn. Mau coi thử người đó. Đi qua đây. Ngươi là ai? Trà trộn vào thế nào? Lương Sơn,
Hắn ta vào, ta cũng liền vào. Lương Sơn, vậy sao ngươi lại giết hắn? Lương Sơn giết người, ác có lý của mình. Ông đây không giống lắm, rơi vào tay địch mà còn mặt mũi sống tiếp. Cản hắn lại. Nơi này giao cho ngươi, ta đưa hắn đi tìm đại phu. Sao rồi? Đau mà nhích thêm hai tấc là hắn không giữ được mạng. Nói vậy là hắn còn sống. Phải. Lui đi. Dân. Chắc chắn là Lương Sơn giết người diệt khẩu rồi. Xem ra đúng là vậy. Nhưng hắn đã nói là không biết gian tế còn lại của Lương Sơn đang ở đâu. Hắn nói là ngươi tin à? Chắc chắn sẽ không lừa ta. Vậy sao người của Lương Sơn muốn giết hắn? Trừ khi hắn biết tình báo về lực lượng Lương Sơn. Người nói đúng. Kể từ hôm nay, sự tiếng này để phụ thái thú, ta để cho người canh chừng. Không ai được tiết lộ tin hắn còn sống. Ngươi chờ hắn tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại, mạc tướng sẽ tự mình thẩm vấn. Được. Đổng tướng quân, tình báo từ sử tiến là cơ hội cuối cùng để chúng ta đối phó Lương Sơn đó. Cút. Cút hết cho ta. Tướng quân, hắn vẫn không chịu ăn cơm sao? Dân, lui đi. Không giống ngươi nhỉ? Vậy ta nên thế nào? Ta đã ôm quyết tâm quyết tử, nhưng không ngờ họ chẳng tin ta. Bị huynh đệ mình từng tin tưởng đâm cho một nhát. Còn suýt chết ở đây. Mày bảo ta nên thế nào đi? Ta đi gọi đại phu. Không cần. Vết thương này chẳng là gì. Có rượu không? Người đâu? Có, đem rượu. Dân. Ngài đang chờ ta mở miệng phải không? Ngươi có thể không nói gì cả. Ta đảm bảo không ai ép ngươi. Không. Ta muốn nói. Ta muốn nói. Các huynh đệ, các người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Xe lương thực Lương Sơn sẽ đi qua đây, rồi qua đường núi này. Hắn chỉ nói những điều này. Được, tốt quá. Xưa nay dùng binh lương thảo là trên hết. Lần này Lương Sơn tới phải đi đường dài. Nếu cắt được lương thảo của chúng, là Đông Bình sẽ càng dễ dàng được giải dây. Phải. Bảo sau người của Lương Sơn muốn giết Sử Tiến. Quá ra hắn biết chuyện cơ mật. Lương Trường Cấp nghe lệnh, có mặt tướng, ta lệnh cho ngươi đem một đội binh mã cải trang xuất thành đến đây dò thám. Nhớ kỹ, dò thám, không được hành động khinh suất.
Một khi có tin chính xác thì báo ngay. Dừng. Đại dừng. Khi Lưu tướng quân đem tin đáng tin về, ta sẽ cử người xuất thành ngay. Được, làm như tướng quân nói đi. Đứng lại, gì đó. Các người qua đó xem thử. Vâng. Ngươi nhìn kỹ rồi chứ? Vô cùng chính xác. Ta bắt được một tên Lương Sơn dò đường. Sáng mai sẽ có lực lượng Lương Thảo chuyển tới. Để đề phòng bất trắc, ta còn hỏi thợ săn địa phương. Hắn nói đội ngựa Lương Sơn đi qua đó không phải lần đầu. Đổng tướng quân, thái thú đại nhân cứ chờ tin vui từ ta. Được, được. Mọi người nghe đây, lần này hành động càng kín đáo càng tốt. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được bại lộ hành tung. Kẻ làm trái xử theo quân pháp, rõ chưa? Rõ. Đứng yên. Đứng lại. Đại nhân. Đại nhân. Có tin chưa? Đại nhân. Chuyện gì thế? Chúng ta trúng phải mai phục. Đổng tướng quân đâu? Ngày ấy bọn ta là nhuệ bộ doanh dưới trướng Đổng Bình Đông Bình. Bọn thảo khấu các ngươi còn không đưa tay chịu trói. Tên cầm song thương kia, ngươi là Đổng Bình đúng không? Tam Lang liều mạng ta muốn gặp ngươi lâu rồi. Ta đứng đây này, có giỏi thì tới bắt ta đi. Cẩn thận chút, trúng mai phục rồi. Đưa họ trút trước. Rút. Không kịp rồi. Bắt sống Đổng Bình. Nghe lệnh ta, chỉ hai đường phá vòng dây, gặp ở Dịch Đình cách 10 dặm. Giết mở đường. Giết. Sau đó thì sao? Sau đó đám thuộc hạ liều chết phá vòng dây, nhưng không chờ được Đổng tướng quân ở Dịch Đình. Hỏng rồi. Đại dương. Hồ đồ rồi. Đây là khổ nhục kế của Lương Sơn, đưa tình báo giả cho chúng ta. Vậy ta muốn gặp tên sử tiến kia. Dừng.
Ai đó? Làm gì? Nói. Ngươi dùng khổ nhục kế với bọn ta phải không? Ngươi làm giao thức, ta làm cá thịt. Khổ nhục đâu ra? Đổng Bình trúng mai phục, ngươi còn đóng kịch với ta? Ta đóng kịch. Ta bị người của Lương Sơn đâm ra nổi này, giờ gần như đã thành người chết. Thái thú đại nhân, diễn được thì diễn ta xem nào. Giả lại nếu Lương Sơn công phá Đông Bình, ta sẽ chết thảm hơn. Sao ta phải nói bậy? Với lại xin hỏi thái thú đại nhân, xin hỏi thái thú đại nhân, nơi Đổng tướng quân tới có phải mật đạo chuyển lương thảo của Lương Sơn không? Tình báo của ta chắc chắn là chính xác, nhưng tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Quân sư Lương Sơn, Ngô Dụng càng quỷ kế đa đoan. Ta chỉ nói ra điều mình biết, còn các người làm thế nào là chuyện của các người. Ngươi, ngươi bớt cầm mép với ta. Muốn giết cứ giết, ta vốn cũng không sợ chết. Sợ dĩ bán đứng Lương Sơn chỉ để trút giận. Xem ra cục tức này cũng không xả được rồi. Đại nhân không hay rồi, không hay rồi. Lương Sơn lại công thành nữa. Gì chứ? Quảng hốt gì? Các người đừng tưởng Đổng Bình không ở đây là ta sẽ hết cách với Lương Sơn sao? Ta sẽ cho ngươi xem ta đối phó Lương Sơn thế nào. Mau lên, mau lên, mau đi. Lệ mề gì đó, mau lên, mau lên. Đi theo, mau lên cho ta, mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên. Qua đó. Biết điều đi, qua đó. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Thả ta ra, thả ta ra. Các người qua đây. Mau lên. Đừng cử động, đừng cử động. Về đứng chỗ cũ, không ai được động đậy. Không ai được động đậy. Nếu Đông Bình thất thủ, Thảo Khấu Liên Sơn sẽ giết hết các người. Thay vì thế, chi bằng bây giờ góp sức cố thủ Đông Bình. Người Lương Sơn nghe đây,
bách tính Đông Bình thì cùng sống cùng chết với Đông Bình. Họ tự nguyện tới làm lá khiên chắn cho tướng sĩ Đông Bình. Các người có gan thì cứ tấn công. Nếu Lương Sơn công thành, ngươi sẽ chết đầu tiên. Lương Sơn lui binh rồi, Lương Sơn lui binh rồi. Chúc mừng ngươi. Mở cửa. Ai đó? Đổng Bình. Là Đổng Bình tướng quân thật. Mau đi bẩm báo thái thú đại nhân. Đổng tướng quân, thái thú đại nhân, ngươi không phải ngươi. Đổng Bình không dễ chết thế đâu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đổng Bình ngươi không thoát được đâu. Tập kết đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Mau lên, mau lên. Chạy rồi, bắt Đổng Bình. Đuổi theo. Dân, đúng là hiểm hóc. Lương Sơn tốn công thế, chẳng phải công cốc hết sao? Nên Lương Sơn cũng chỉ có thế. Được, tướng quân về là tốt. Về là tốt. Tướng quân về Đông Bình sẽ bình an. Nghe nói trước khi chết ngươi muốn gặp ta. Ngươi còn gì muốn nói? Đại nhân, ta quả thật không còn là người của Lương Sơn. Ngươi có phải là người của Lương Sơn không chẳng còn quan trọng nữa. Đổng tướng quân về rồi, ngươi chờ đi nói với Diêm Vương đi. Vậy ta đi trước một bước, chờ đại nhân dưới địa ngục. Chỉ với ngươi. Chỉ với Đổng Bình và Lương Sơn, nội ứng ngoại hợp, công phá Đông Bình. Ngươi nói gì? Đại nhân, quân danh Lương Sơn dễ giải thoát thế sao? Lương Sơn mãi không thể công chiếm Đông Bình là vì có Đổng Bình. Khó khăn lắm mới bắt được hắn. Theo lý, không giết hắn là đã tốt lắm rồi. Sao lại để hắn chạy thoát dễ thế được? Cuối cùng ta cũng hiểu,
Giờ chúng ta đều bị Lương Sơn giật dây. Trước tiên là lợi dụng việc ta bị bắt, rồi tìm người tới giết ta, cố ý để ta nói ra tình báo Lương Thảo. Dụ Đổng Bình ra khỏi thành. Họ tưởng nếu Đổng Bình không ở đây sẽ công phá được cổng thành. Nhưng không ngờ đại nhân lại đem nạn dân ra làm lá chắn để ngay tường thành. Nếu Lương Sơn cố công thành, chỉ sẽ làm họ mất sạch danh tiếng. Nhưng nếu lần này không thể công phá Đông Bình, họ cũng tổn hại thanh danh, nên họ chỉ đành làm liều. Người nói tiếp đi. Ta hiểu chiêu trò của Lương Sơn. Họ từng làm như vậy chính là để Đổng Bình đã đầu quân cho Lương Sơn. Im đi. Nếu ta đoán không nhầm, chuyện đầu tiên khi Đổng tướng quân về thành là nói đại nhân thả con tin trên tường thành xuống. Ta dạy các ngươi thế nào làm lính đánh trận, bảo vệ nước nhà, yêu thương bách tính. Thế nhưng các ngươi đã làm như thế nào? Tướng quân, bọn ta cũng hết cách. Đây là mệnh lệnh của thái thú. Ta nói lại lần nữa, các ngươi là lính của Đổng Bình. Mệnh lệnh của ta mới là mệnh lệnh. Người đâu? Có. Xử theo quân pháp. Dừng. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Người đâu? Truyền lệnh ta, trúng hết bách tính trên tường thành. Dừng. Chờ bách tính trút xuống thì chỉ cần tìm cơ hội mở cổng thành Đông Bình. Ngươi tưởng dựa vào lời ngon ngọt của ngươi là ly gián được quan hệ của ta và Đổng tướng quân? Ta chỉ nói ra điều trong lòng đại nhân. Sớm muộn gì ta cũng phải chết. Chỉ là nhắc nhở đại nhân đừng mắc bẫy Lương Sơn. Đại nhân tin cũng được, không tin cũng được. Tóm lại là ta đã không còn đường sống. Lương Sơn xem ta như con cờ, ăn thịt ta còn không giả sư. Sự tiếng ta có thể chết, nhưng lời ta nói đại nhân phải nghĩ lại. Tuyệt đối đừng để Lương Sơn thừa nước đục thả câu. Đại nhân, Đổng Bình đã rút hết bách tính trên tường thành. Đi. Còn hắn, hắn chỉ là thịt trên thớt, giết lúc nào chả được. Đại nhân, đừng có trúng bẫy kế của Lương Sơn. Đứng lại, quay về hết. Lưu Trường Cấp, ai cho ngươi lá gan làm trái lệnh ta? Ta cho hắn gan. Đại nhân, giải số bách tính này lên tường thành chống lại Lương Sơn là ý của ai? Bách tính thấy Lương Sơn công thành đã tự nguyện lên tường thành. Tự nguyện? Các người ai không tình nguyện giữ tường thành có thể đứng ra. Đại nhân, giờ Đổng Bình đã về, chuyện chủ thành không cần đến bách tính. Tướng quân thủ thành tất nhiên là không khẽ hở, nhưng để bách tính lên tường thành vừa trấn áp được Lương Sơn lại vừa thể hiện quyết tâm bách tính cùng tồn vong với Đông Bình, chẳng phải chắc ăn hương sao? Thế ngài không sợ Lương Sơn đánh liều bách tính tử thương sao?
ta lo Đông Bình thất thủ hơn. Đại nhân, ngài không tin ta giữ được thành trì. Nếu không tin tướng quân, ta có giao quân quyền cho ngươi không? Giờ ta đã về, vậy sao đại nhân khăng khăng không chịu rút bách tính trên tường thành? Lương Sơn mãi không thể công chiếm Đông Bình là vì có Đổng Bình, khó khăn lắm mới bắt được hắn. Theo lý không giết hắn là đã tốt lắm rồi, sao lại để hắn chạy thoát dễ thế được? Thanh Phong, ngươi thấy sao? Chỉ có ngươi trung thành với ta nhất thôi. Đáng tiếc ngươi lại bị câm. Đại nhân, Đổng tướng quân tới. Đổng tướng quân, đại nhân, chúng ta nói thẳng vào vấn đề. Nói, sao Sử Tiến còn sống? Hắn chưa tới lúc chết. Lúc nào? Chuyện này ta tự sắp xếp. Đại nhân, ngài nghi ngờ ta. Ta nghi ngờ vì tướng quân. Đừng tưởng không ai nhìn ra ngươi đang đóng kịch. Vậy việc phòng thủ Đông Bình không liên quan đến ta nữa, nhưng ngươi vẫn cố dùng ép, rốt cuộc là gì sao? Để sống chứ sao? Nếu Đông Bình bị phá, Lương Sơn có tha cho ta không? Đủ rồi. Nhưng có số bách tính kia trên tường thành, Lương Sơn sẽ không công thành đâu. Uổng cho tướng quân là anh tài cả đời, luôn miệng nói bảo vệ bách tính Đông Bình. Lần này không ngờ lại được bách tính Đông Bình bảo vệ. Thú vị thật đó. Đừng tưởng ta không dám giết ngươi, ngài cũng đừng tưởng ta sợ chết thật. Ta sẽ vạch trần chiêu trò của ngươi. Chim đi qua sẽ để lại chết. Ngươi nhất định có sơ hở. Ta chờ ngài. Đại nhân, đại nhân, có chuyện rồi. Đại nhân, hắn trúng độc u đầu, may mà phát hiện kịp nên giữ được mạng. Sao thế này? Đổng tướng quân tới thăm. Đổng tướng quân đi không lâu, hắn đã như thế. Người đâu? Đại nhân, gọi Đổng Bình tới đây. Tướng quân, những gì cần nói ta đã nói hết rồi mà. Mới đầu ta có dựng tiền của họ thật, nhưng đón họ vào thành. Nhưng sau đó ta lập công chuộc tội rồi mà. Ta phát hiện họ là gian tế Lương Sơn một cái, đã báo ngay tướng quân.
Đủ chưa? Ta cũng là một tướng quân nghèo, chỉ có bấy nhiêu. Nếu bao nhiêu tiền thế mà vẫn không khiến cô nói thật, ta cũng không ngại dùng cách khác đâu. Không phải tướng quân ta... Đổng tướng quân, ngài đang làm gì vậy? Ta làm gì ngươi quản được sao? Thái thú đại nhân cho đòi hỏi chuyện. Hỏi gì? Tướng quân đã làm gì sử tiến? Chẳng lẽ tướng quân không biết? Sử tiến? Hắn làm sao? Tướng quân tìm sử tiến uống rượu. Sau khi ngài đi, hắn đã trúng kịch độc. Tướng quân, đừng bảo ngài không biết nhé. Mau đưa ta đi gặp hắn. Mời. Đổng tướng quân, sử tiến. Người đâu? Sử tiến, ngươi nói lại những gì vừa nói với ta. Sáng nay Đổng tướng quân tới nhà lao tìm ta. Ngài ấy nói thái thú đại nhân đã nghi ngờ ngài ấy đầu quân cho Lương Sơn, vì đại nhân không tin Lương Sơn sẽ lơ là để Đổng tướng quân chạy thoát. Chỉ có một khả năng, đó là Đổng tướng quân đã đầu quân cho Lương Sơn. Nên tướng quân muốn ép ta thừa nhận ngay từ đầu đã là khổ dục kế, khiến tướng quân bị thái thú đại nhân nghi ngờ. Làm gì có khổ dục kế? Bao nhiêu người trông thấy. Giờ ta người không ra người, ma không ra ma. Tướng quân đầu quân cho Lương Sơn, ta vốn cũng chỉ là nghi ngờ. Nhưng từ lúc tướng quân vào nhà lao uy hiếp rồi giết ta, ta gần như đã tin. Tướng quân phản bội, tướng quân về bị nghi ngờ. Nên không thể lo việc phòng thủ Đông Bình nữa. Để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đành lấy lại niềm tin của thái thú đại nhân. Nên tướng quân dụ ngọt hăm dọa ta. Trước mặt mọi người, tướng quân ắt không dám ra tay. Nhưng ta không ngờ tướng quân lại hạ độc. Đổng tướng quân, lời sử tiền nói có thật không? Được, bị hay lắm. Đổng tướng quân, ngươi có nên nói rõ ra không? Tránh ra cho ta. Đuổi theo.
bảo vệ Đổng tướng quân. Đại nhân, đại nhân, chuyện gì thế này? Để Đổng Bình chạy mất, bọn ta đuổi theo rất lâu mà chỉ giết được người tiếp ứng hắn. Đại nhân, ta biết người này, hắn là người Lương Sơn cử đi trà trộn sẵn ở Đông Bình. Khiên đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của đại nhân, Đổng Bình đầu quân cho Lương Sơn thật rồi. Không thì sao người của Lương Sơn lại cứu hắn chứ? Thái thú đại nhân, không sợ chuyện khó nhằn, chỉ sợ có bất trắc. Nếu như bọn Đổng Bình nội ứng ngoại hợp với Lương Sơn là có thể mở cổng thành. Lưu Trường Cấp nghe lệnh. Có. Người thống lĩnh quân tinh nhuệ, phủ thái thú, cố thủ cổng thành, đề phòng có biến. Dân. Thành Phong, đưa hắn xuống nghỉ. Nghệ Thanh Long vẫn xài quen tay hơn. Biết đủ đi, ta tìm lâu lắm mới tìm được cái gậy nặng thế đó. Xài tạm vậy, cứ làm theo lời ta nói lúc trước. Ta đi cản Lưu Trường Cấp, quân đi trong chừng bọn Đổng Bình. Một mình quân có được không? Không được cũng phải được. Ừ. Mau. Dương, ai đó, mau tránh đường. Sử Tiến, quá ra là khổ nhục kế của ngươi thật. Chết đi sống lại, còn phải giả bộ làm tên hiền nhát, thực sự khó chịu mà. Đừng để hắn chạy. Một mình ngươi cản được bọn ta sao? Đâu phải lần đầu tiên ông đây làm chuyện này. Nói tới đây thôi, ta tới nhé. Đổng tướng quân. Đổng tướng quân ngày sau vậy? Không sao. Đổng tướng quân, nào, mau uống rượu nước. Thái thuốc, sao ở đây không có ai vậy? Người làm cũng không có sao?
Động tướng quân không biết sao? Trình thái thú cử người bắt nạn dân khắp nơi. Mấy tên người làm của ta bị họ ép đi giữ cổng thành hết rồi. May mà Lương Sơn không công thành nữa, không thì già trẻ lớn bé trong nhà họ ta phải. Đường đường là một thái thú mà còn bỉ ổi hơn người ở Lương Sơn. Ta đi ngay. Đổng tướng quân, Đổng tướng quân, ngài nghỉ lát đi, để Lương Sơn bọn ta giải cứu bách tính Đông Bình. Sao rồi? Không thấy sự tiến đâu nữa. Tôi rồi. Đi tới cổng thành. Sử tiến. Các huynh đệ, ta tới đây. Mau chạy, mau chạy. Đứng yên. Có ta đây, không ai được như ý đâu. Đuổi lên cho ta. Đi lên, mau lên. Ta xem ngươi làm trót lọt thế nào. Thái thú đại nhân, sự tiếng. Đều do ngươi giở trò. Không sai, là ta. Ta đúng là mù. Không phải ông mù. Là ta đã dốc vốn liếng cho vở kịch này. Bị bắt ta cũng không liên lụy huynh. Sáng mai huynh đi liên lạc với huynh đệ Lương Sơn khác trong thành. Tin này rất gấp. Đưa trà nước tới cho ngài đây. Chuyện này cứ để ta. Ta cố ý để cho Lý Thụy Lan tố cáo. Huynh nghĩ cô ta sẽ tố cáo chúng ta sao? Cô ta hám tiền thế chắc chắn sẽ đi. Ta muốn gặp Lưu tướng quân. Gặp Lưu tướng quân làm gì? Ta biết tung tích gian tế Lương Sơn. Đưa đi. Rồi cùng huynh đệ Lương Sơn diễn màn khổ nhục kế. Chỉ muốn giành được Đổng Bình rồi công phá Đông Bình. Ai ngờ Trình Thái Thú lại giải bách tính nạn dân ra cổng thành, khiến tướng sĩ Lương Sơn không còn cách nào. Để không hại người vô tội, ta truyền tin thả Đổng tướng quân về. Đổng Bình được thả về rồi. Thuốc độc đâu? Vừa đủ liều. Việc còn lại cần huynh làm là đến ngoài phủ thái thú cứu Đổng tướng quân là được. Ta sẽ vạch trần ngón trò của ngươi. Chim đi qua sẽ để lại chết. Ngươi nhất định có sơ hở. Ta chờ ngày. Đổng tướng quân à, Đổng tướng quân, dù ta có sơ hở, ngài cũng không kịp tìm ra đâu. Ông làm thái thú mà lòng dạ hẹp hòi,
trúng kế ly gián của bọn ta, còn đã thương Đổng Bình, ta cũng thuận lợi ra khỏi nhà lao. Nói nhiều vô ích. Giờ chỉ với ngươi mà muốn mở cổng thành sao? Tới đây. Đi. Mau đi. Đi, mau đi. Giết. Xông lên. Đổng tướng quân, đây là Lương Sơn. Đông Bình thì sao? Tướng quân yên tâm, trừ người của Trình Thái Thú ra, bách tính Đông Bình chẳng sao cả. Dù sao thì chuyện xấu đều do chúng làm. Lương Sơn chỉ giết kẻ xấu. Cuối cùng Đổng tướng quân đã cười. Đổng tướng quân mau nhìn đi. Tống đại ca và quân sư Ngô Dụng đưa các huynh đệ đến thăm ngài đấy.